Ở Vĩnh Long đang sinh sống tại thành phố Long Xuyên này. Cô bác quý anh chị. Chào ông bà. Chào ông bà. Chúc bà khỏe mạnh. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía trước hình ảnh mà của cô bác quý anh chị đó là khá là quen thuộc, đó là hai mẹ con của em Trang. Quê ở Vĩnh Long, đang sinh sống tại thành phố Long Xuyên này. Đang nói chuyện mà bé Minh Anh nói chuyện quá trời luôn kìa. Thì hôm nay thì cũng có dịp tình cờ về đây thăm lại những cái hoàn cảnh á. Thì Bùi Hồ có ghé lại chỗ hai mẹ con của, của em Trang. Thì em thông báo tình hình của hai mẹ con hiện nay như thế nào rồi. Anh thấy nãy giờ là anh thấy vui rồi. Ơi, thông báo cho cô bác anh chị mình thân quân biết cái tình hình hai mẹ con sức khỏe rồi việc ở đây môi trường này quen rồi chưa? Dạ, em ở đây cũng quen rồi, môi trường ở đây em sống cũng quen rồi. Dạ. Dạ. Này sống mẹ con em cũng sống cũng khỏe lắm. Dạ. 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 Hôm ngày có đi vòng vòng đồ chơi không? Dạ cũng ở đây cũng không quen ai hết trơn, ở đây chỉ quen mình vì kiện à. Không quen ai hết á. Thì chiều thì mát mát với nó bồng bé đi qua bển chơi xíu đi em về. Rồi với lại hôm qua từ lúc anh Nguyễn mua xe tới giờ là em chạy xe được một lần. Dạ đi chỉ có một lần đó, đi chợ mua đồ ăn. Anh thấy chiếc xe đẹp quá mà. Dạ. Chiếc xe đó 16, 17 triệu gì đó hả? Dạ, 17 triệu tính tiền làm giấy tờ này kia luôn đó là 18 triệu 200. Nay nhìn bé Minh Anh nó lanh miệng hơn ha. Dạ, cái này có nhại miệng với lại người lớn đúng không? Dạ, là sao anh? Có nghĩa là thường anh ấy nãy giờ anh nói chuyện với em mà nhìn anh muốn nói chuyện với anh vậy. Dạ đúng anh, thường ngày á là người lớn đang nói chuyện với nhau á nên tao tưởng nó nói chuyện với nó, cái nó nói chuyện là ngược lại. Ồ vậy hả? Dạ. Con biết nói đập bẹ gì chưa? Dạ chưa, chưa biết nói gì nãy vậy đó. Mấy tháng rồi ta? Dạ 4 tháng rưỡi rồi. 4 tháng rưỡi rồi. Dạ. Rồi cái chân của bé Minh Anh thì sao? Dạ chân bé Minh Anh dạ đứng được hơi rồi. Dạ nhưng mà nó không có co rút lên nữa. Đứng được rồi nhưng mà nó đứng không có, nó đứng không có vững. Chắc tại lúc trước làm biến gì? Dạ chắc vậy. Từ ngày có chiếc xe giờ thì quen đi nhiều hơn. Dạ chiếc xe em cũng ít có cho ngồi lắm, tại vì các mạnh thường quân với khán giả người ta cũng vô bình luận nói là bé còn nhỏ không có cho nên cho bé ngồi xe nhiều. Dạ khoảng mấy tháng thì mới được ngồi xe ta? Dạ em cũng nghe cô chú nói là cỡ 7-8 tháng gì đó. Dạ Thảo nghe ăn uống thì chi phí của hai mẹ con sao? Dạ ăn cũng bình thường, cũng ít à. Dạ hả? Dạ không có gì. Mua khô đồ dự trữ hay sao? Dạ khô còn trong tủ lạnh. Dạ. Ôi chạy nước miếng kìa. Ôi ghiền nói chuyện quá. Hai cậu Hồ qua thăm mừng ha. Nhìn cái miệng lanh quá ha. Dễ không cô chú đồ ẩm thấy nó dễ không? Dễ, ở đây ai cũng bồng được chứ. Dạ. Người cái nhất là cái cô phòng nhà cái bên này, chiều bữa nào cô ngày nào cô cũng bồng cho hung. Dạ. Thì hung cô nó hung hung cài ngày nó không có khóc, cô khoái hung hoài luôn. Vậy thì con nít vậy thì người ta mới dễ ẩm mà mình dạ. Mẹ thì mới khỏe. Dạ. Mọi người được thương nhiều nè. Đúng không? Đúng không? Hả? Đúng không? Hôm nay thì uống sữa rồi sao Trang? Dạ uống cũng 5 ngày hết hộp vậy. 5 ngày hết hộp hả? Dạ.
hai mẹ con có xe mới, có đi với anh Nguyễn này, em đi vòng vòng thôi. Dạ. Với lại em cũng chưa có rành đường đây nữa, nếu mà chạy một mình á là em không biết đường về. Ồ vậy hả? Dạ. Nhiều khi anh Nguyễn chở em đi đầu này đầu kia, quẹo đầu này quẹo hẻm kia, em bí, nếu mà thả em xuống đây không biết đường về luôn. Không biết, tại chưa có quen ở đây. Cô chú đâu lên mạng đâu có góp ý về, có nói bé Minh Thanh đồ dễ thương, có đọc được không? Dạ có. Dạ hả? Dạ mình đọc những được những cái tin nhắn đó mình vui lắm. Minh Thanh cũng nhờ ông bà với cô chú thương. Mai mốt nói nghe, chào cô bà, cô bác quý anh chị đó. Chào ông bà. Chào ông bà. Chúc bà khỏe mạnh. Mẹ ha, phải ngồi. Đúng rồi vậy ha. Hồi dạ. Sớm giờ có ngủ không? Dạ sớm giờ ngủ, dạ có. Anh nghe nói là từ ngày biết cái cuộc sống của em gì thì hai mẹ con thì đã nói chuyện nhau nhiều hơn và đã làm lành với mẹ, hai mẹ con làm lành lại hả? Dạ nói chuyện lại. Mẹ chắc thấy cũng cái cuộc sống của em vất vả. Dạ. Mẹ có thường xuyên điện hỏi thăm cháu ngoại không? Dạ có, ngày nào cũng điện chứ, điện coi này không à. Dạ hả? Dạ. Khi mình nghĩ lại cũng thấy, mình thấy cũng thấy tội nghiệp mẹ. Thôi thì ai cũng có một cái cũng quá khứ mà đúng không? Dạ. Nhưng mà bà ngoại có khi nào mà đòi lên thăm không? Dạ không, ngoại không chịu lên. Em có hỏi rồi mà không có chịu lên. Dạ, chắc bà đường xa ngoại không quen đường gì. Dạ. Với lại bà bị cái xe đi không được, có mấy chóng mặt á, bà ói. Dạ. Bị say xe. Dạ đúng rồi, say xe. Sáng nay hai mẹ con ăn cơm gì trên? Dạ em ăn với rau sống với cá kho. Cá gì kho ta? Cá gì mà nó dẹp dẹp màu đen á. Cá dẹp dẹp mà màu đen sao anh biết được? Em không biết cá đó cá gì. Mua hết nhiêu tiền? Dạ mười mấy ngàn, 15 ngàn. Ăn sáng chiều luôn? Dạ. Chắc con nó cũng bằng một bàn tay của em. Rau gì chấm? Dạ rau cần. Rau cần? Dạ. Hết buổi, nguyên ngày nay là hai mẹ con sử dụng hết nhiêu tiền? Mấy chục ngàn. Vậy hả? Dạ. Cũng nhờ lắm nha, cô gì đó gửi cho em mua cho em 1 triệu, 2 triệu mua sữa, mua 3 hộp sữa đó. Rồi với cái anh bên Mỹ, anh gửi cho được 4 hộp sữa, tổng cộng là được 7 hộp. Nhờ có mấy hộp sữa em uống cũng ít có ra tiền mua sữa, cũng đỡ. Có nghĩa là mua thẳng sữa giao cho em luôn? Dạ. Đúng không? Cho bé Minh Anh á. Dạ, cái cô kia thì có cho 2 triệu tự mình đi mua. Tự bữa anh Nguyễn có chở em đi mua sữa. Còn anh bên Mỹ thì anh gửi về cho được 4 hộp sữa bên Mỹ. Rồi, vậy là dự trữ trong nhà hiện ra 7 hộp sữa. Dạ, nhưng mà uống hết 2 hộp rồi, còn 4 hộp. Ấy còn 5 hộp. Tuần lễ là hết hộp. Dạ. 5 ngày chứ không tới 1 tuần. Dạ 5 ngày. Là uống 1 tháng nữa hết rồi. Dạ. Đúng không? Em cũng biết, em cũng tính nữa. Thì cũng khoảng 1 tháng nữa là hết rồi. Vậy là em cũng nghe cô chú với em mà nói là 6 tháng là cho ăn bột được rồi. Vậy hả? Dạ. Bây giờ là 4 tháng hả? Dạ, 4 tháng rưỡi à. Cho ăn bột. Bột gì? Cho ăn bột độn vô. Dạ. Dạ đây thì đánh ăn bột mình đỡ chút xíu, là đỡ tốn tiền một sữa xíu. Người ăn bột rồi chuyển sang dặm từ từ đúng không? Dạ. Nói chung cũng em như thế này quay lên thì cũng có cô chú anh chị góp ý, những người mà người ta đi trước, người ta đã trình trải thì người ta sẽ góp ý cho mình. Dần dần thì mình sẽ biết để cái sự phát triển của em bé. Dạ. Thì mình cũng đỡ bỡ ngỡ hơn. Có những cái bình luận rất là hay góp ý cho em về sự phát triển của cơ thể của bé Minh Anh nè. Dạ. Rồi em đọc được đó, em rút kinh nghiệm từ từ. Dạ. Thì thậm chí là thì xã hội mà thì ai cũng có quyền tự do ngôn luận, thì có người góp ý tốt, có những người góp ý thì không hay. Yeah. Thì đó là quyền tự do của họ, mình không có cấm cản được. Yeah. Nhưng mà cái quan trọng là cái góp ý tốt nhiều á thì mình cảm thấy mình
mình làm cái việc đó nó không có sai. Mà nếu như mà mình làm cái việc đó mà nguyên cái cộng đồng mạng đều ai cũng chửi mình hết á thì cái đó là mình đang bị sai. Đó thì Bùi Hồ cũng chia sẻ với cô bác với anh chị. Xã hội thì rất nhiều người. Mà thời gian gần đây thì cô chú anh chị cũng hiểu cho em nhiều hơn đúng không? Yeah. Sau cái clip mà anh chia sẻ về cái công việc mà đi bán cái số khóc gì đó. Em đòi bán cái số giống như bé Nhung thì đúng không Trang? Dạ. Yeah. Ừ. Cũng có nhiều ông bà cô chú anh chị biết rất là thông cảm cho em. Nhiều khi thấy em vậy á, những người mà nhắn bình luận mà không nghe không hay anh, nhưng có nhiều người khác mà vô nhắn là nói em biết thông cảm cho em, lỡ phiên em đừng buồn này kia nọ nữa, rồi em rất là vui em nghe được cái tin nhắn là em cũng hết buồn. Với lại em cũng cảm ơn những khán giả mà tốt bụng á, phiên em kêu em đừng buồn á, em cũng cảm ơn rất là nhiều. Thật ra thì khi anh làm những cái video clip về nhân vật của mình á thì anh không có quay nhiều quá 9-10 clip, mà hình như là em là cái trường hợp ngoài lại mà anh quay nhiều clip ở trên cái kênh của anh. Yeah. À, thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị cũng không hiểu mà tại sao quay nhiều như vậy. Thì cũng nếu như mà theo dõi xuyên suốt cái hành trình á. Yeah. Thì người ta sẽ hiểu cho em nhiều hơn. Thì từ cái hành trình mà từ nhỏ đến lớn đều có sự cực khổ trong đó. Mà bây giờ thì cũng được cái duyên lành, được cô chú anh chị ủng hộ nhiều hơn. Mà cái duyên thì mỗi người mỗi khác nhau. Thành nữ hay là việc mà có người thì tại sao ủng hộ nhiều. Yeah. Có người thì cô chú tại sao ủng hộ ít. Thì hiện nay thì cái cuộc sống của hai mẹ con ổn chưa? Dạ, ổn rồi em. Dạ. Yeah. Yeah. Cũng có gửi tiết kiệm rồi ấy, cũng... với lại số tiền xài ở bên ngoài chi tiêu rồi có sữa thì đấy chắc cũng ổn hơn. Dạ. Em cũng có vài lời muốn nói, em cũng xin muốn nói với anh. Dạ, tại vì giờ mẹ con em á được các mạnh thường quân giúp đỡ á, cũng giờ mẹ con em cũng ổn định rồi. Giờ mẹ con em cũng rất là ổn rồi, nhưng mà giờ em xin ngưng nhận. Xin nhận mạnh thường quân giúp đỡ, em xin ngưng lại. Nhưng em nhường cái đó lại cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn em. Dạ. Thấy đã ổn để mà chăm sóc cho bé mình trong thời gian sắp tới rồi hả? Làm cho. Dạ. Hồi nãy nói chuyện nhiều, bây giờ khóc nhiều. Thì Trang thì có một cái lời vậy thì anh không biết nói gì hơn. Yeah. Cuộc sống của em thì em sẽ tự chủ động được. Yeah. Và chắc có lẽ là em cũng đã từng đồng hành với anh Nguyễn đúng không? Yeah. Đã từng thấy những cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Yeah. Ví dụ như của bé Thảo hả? Yeah. À, bé Thảo với lại bé Nhung. Yeah. Thì mỗi người nó có một cái khó khăn riêng hả Trang ha? Yeah. Em sau khi em xem thấy những cái hoàn cảnh đó thì như em thấy như thế nào? Nhiều khi mình xem những cái hoàn cảnh đó mình cảm động, mình muốn khóc luôn. Dạ. Mình thấy cũng giống như đi bé Nhung, em đi với anh Nguyễn á, đi coi bé Thảo chứ. Coi bé Thảo đó em thấy bé Thảo tội, bé Thảo kể gì đó. Em thấy tội, em gương nước mắt luôn. Là thấy giống mình hồi xưa á ha. Dạ. Không phải là em không phải nghĩ là giống mình hồi xưa. Em nghe bé Thảo kể gì là em nghĩ là nếu mà sau này nếu ba mẹ bé Thảo có bệnh hệ gì rồi còn hai đứa nhỏ rồi sao mà lo được. Rồi sống nha, ở ăn uống rồi sao này kia nọ đó. Em nghĩ đó em tội. À, cái hoàn cảnh của bé Thảo là ba mẹ đều bệnh hết đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn chỉ còn có mấy đứa em còn, thôi. Dạ. Mà bé Thảo là lớn nhất rồi. Không? Dạ không, anh lớn. À. Bé Thảo là em. Mình nghĩ tới khúc đó là nói tội, còn hai đứa mà ăn ở rồi ở đâu rồi sau này sống sao không cũng biết. Vậy thì sau này mà khoảng 6-7 tháng sau thì em có dự định là mình sẽ học nghề hay là gì không Trang? Dạ, em tính học nghề. Em tính học nghề gì ta? Em
Tại giờ em cũng chưa biết nữa, có nhiều cô chú vòng vòng đây, có nhiều kêu học là học làm mày nail rồi đi học làm uống tóc tùm lum, em không biết học cái gì nữa, để em suy nghĩ thôi. Ờ à, nhưng mà em ham học cái gì? Em á, em thấy em thì em thích học nail hơn. À. Dạ. Anh học nail hay là gội đầu hay là gì đó? Dạ. Cũng hợp lý. Mà học cái đó mình học thời gian, mình đóng tiền lúc đầu thôi, thời gian sau mình làm là mình có tiền rồi. Dạ. Nên là nữ là nếu như mà em có một cái sổ tiết kiệm gì đó thì lúc đó em có thể rút ra cái số tiền đó ra em đi học nghề. Rồi sau đó mình làm rồi mình gỡ bé Minh Anh từ từ rồi mình đi làm ra có tiền. Mình học khoảng chừng 3-4 tháng là anh nghĩ sẽ có tiền à. Dạ. Rồi em cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp em trong thời gian qua, đã theo dõi em, cũng đi tới em cùng hành, đi giúp em tới đây. Em cũng cảm ơn các mạnh thường quân vừa qua đã hỗ trợ giúp đỡ cho em rất là nhiều, quan tâm em nữa. Thì cũng nhờ có cộng đồng chung tay thì mình mỗi người một phần thì nó mới thành một cái lớn được. Mình giúp hai mẹ con vượt qua khó khăn. Trước tiên em cảm ơn anh chủ trọ. Rồi xong tới anh với anh Nguyễn. Rồi xong thứ ba là tới em cảm ơn nhất là các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em, để em có ngày được ngày hôm nay để nuôi dưỡng con. Bé Minh Anh hôm nay thì sao thường hay nói chuyện, nói về bé Minh Anh thì cô bác với anh chị mừng coi. Tối có khóc nhè gì không? Dạ không. Chỉ có mấy bữa chích ngừa mấy pháo nó hơi quậy xíu thôi. Chứ bình thường nó không có bị gì, nó không có khóc gì hết, nó ngoan lắm. Nó chỉ đói rồi buồn ngủ này kia thôi là nó mới khóc thôi, còn bình thường nhưng nó mà khóc, khóc lớn không hay là khóc nhăn nhăn đi chứ? Dạ nó ọ ẹ vậy đó. Nó như là không có người chơi nó, em để nó nằm trên niệm á, em không có giữ nó, em mắc làm công chuyện á. Nó kêu kiếm người á. Có nghĩa là nhiều chuyện đúng không? Dạ đúng rồi, có người lại nói chuyện nó là nín thinh à. Dạ hả? Dạ. Nhiều khi em mắc làm chuyện bỏ nó một mình á, nằm trên niệm á. Mà lúc nãy anh giới thiệu tự nhiên cái nhìn anh muốn nói chuyện. Dạ đúng rồi. À nói chuyện nó khoái lắm. Người thấy gà, nhìn thấy gà. Cái mỏ nhìn ghét hả? Dạ. Bữa nay nhìn thấy mới có được 2 tháng chưa ta? Ra đây được 2 tháng chưa? Dạ chưa. Mới có tháng mấy hả? Dạ. Mà nhìn khác hẳn luôn á. Cũng nhờ mấy sự giúp đỡ của mấy anh với em, các mạnh thường quân em mới được khác gì. Chứ ngày xưa không biết lang thang người, không có anh chú trọ đem về không biết đi đâu luôn. Không biết giờ hai mẹ con biết sao nữa. Mỗi người cũng có một cái duyên lành ha. Chào cô chú anh chị, chào ông bà đi. Chào ông bà. Con cảm ơn ông bà đã vừa qua đã giúp đỡ cho con rất là nhiều. Chào ông bà đi rồi. Ông bà hello lại bé Minh Anh. Chào ông bà đi. Cũng được cái duyên lành là hai mẹ con, là mẹ có xe rồi con có xe luôn. Rồi được cái hỗ trợ chi phí để sau này hai mẹ con có việc dễ lắm ăn. Mà nhiêu đó, nhiêu tiền nó cũng rất là lớn luôn. Dạ, rất là lớn. Đối với em rất là lớn. Trời ơi, muốn quay cho bé Minh Anh, cho cô bác với anh chị thấy nay cái chân nè. Dạ, đứng được rồi. Đứng. Nó có co lên, nhưng vừa hỏi vòng lên cái nó co lên. À đứng nè, nó đứng. Bữa nay Minh Anh dở ta. Đứng cho ông bà thấy đi. Dạ, đứng nè nè. Ở trời. Sao này chắc cao giống mẹ rồi. Dạ thòn vậy thọc ha.
cũng có anh Nguyễn gần cái bên đây thì cũng đỡ buồn ha. Dạ. Cũng tới lui thì để mà hỏi thăm. Dạ đúng rồi nhờ. Cũng nhờ anh có anh Nguyễn gì kiện thường xuyên qua đây nè. Và cũng đỡ buồn. Cũng như người thân luôn rồi. Dạ. Chứ bình thường mà lạ chân ngứa chân gáo cũng đâu biết ở đâu đâu. Dạ. Thôi thì hôm nay thì gặp em để thăm về cái bé Minh Anh. Thì thấy bé rất là ngoan. Mà em có thông tin với anh vậy thì anh sẽ cho quay cái đoạn clip này gửi lên để cho cô bác của anh chị biết về cái những cái lời muốn nói của em. Dạ. Em cũng có một cái tấm lòng cao cả là nhường những cái phần khác. Dạ. Anh có nghe anh Nguyễn nói nè, có một mạnh thường quân đó thì nói bây giờ ai muốn nói gì nói, cứ gửi cho bé Minh Anh uống sữa. Không có gửi cho hoàn cảnh khác, tại vì cái duyên này là của bé Minh Anh ha Trang. Dạ. Giống như là lâu thì lâu như là anh có thời gian thì anh qua thăm Minh Anh thì em rất cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Nè. Rồi bye bye. Chịu không? mỗi một người có duyên khác nhau à. Thôi thì một lần nữa thì chúc hai mẹ con luôn có sức khỏe dồi dào. Dạ. Thời gian khó khăn này cũng đã vượt qua rồi, bây giờ mình sẽ làm lại một cái tương lai mới cho hai mẹ con. Dạ. Tìm một cái công ăn việc làm gì đó rồi hãy nuôi bé Minh Anh. Dạ. Chúc hai mẹ con luôn có một cái sức khỏe. Dạ. Bé Minh Anh thì mau ăn chóng lớn, thay mặt Mạnh Thường Quân chúc luôn. Dạ. Xin chân thành một lần nữa xin chân thành cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ trong một cái thời gian khá là dài, và Bùi Hồ thì cũng sẽ cập nhật về những cái hoàn cảnh khó khăn. Khi nào có dịp về lại Long Xuyên thì sẽ quay về hai mẹ con để cho cô bác của anh chị xem gánh gọi những lúc sau những ngày lao động mệt mỏi. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye ông bà đi. Yeah.